Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Skype Mình đã xây dựng phần đất ở bên này xong luôn và đang chờ cỏ lan ra Bây giờ có một bé heo và một bé gà cùng màu đen luôn đã xuất hiện Giờ đẩy bé heo một cái, ủa thêm bé gà bên đây nữa hả Bé này chắc là từ đâu đó tới rồi, không phải xuất hiện trên cái phần cỏ này đâu Và chỗ này thì mình vẫn chừa ra để mình còn đi lên đi xuống được Và đứng đây là không có sợ té nha Có thể đi lên đi xuống được và kiểm tra coi cái cây bên trong đó còn xài được không thì còn nhiều vẫn có thể xài được và còn hai cái nhà hai bên á thì mình đang lấy bằng tay bấm một cái là cái item collector bên kia sẽ thu hoạch chúng ta không cần phải lo lắng gì hết bên đây sao rồi bên đây chưa nữa bên đây mình thấy các bé ông cravo rất là lâu không có chạy nhanh như là mấy bé ông dust mấy bé này đang lo cụm đầu nè, thấy không trong đây đâu có nhiều tới cái mức mà phải vậy đâu Có mấy cái bông đó chia nhau đi Ở trong là 5 bé ong Nhưng mà có bốn cái bông rồi hả Vậy phải tăng thêm số lượng bông thôi Trong đây thì có được Honeycomb của Vanilla rất là nhiều rồi có cái trứng nữa Mình đang để cho cái mía cao lên cao thì cao luôn Rồi bây giờ mình sẽ cần phải dọn cái chỗ của Botania đi Chúng ta sẽ cần phải chế tạo Một cái uh, Mana Tablet đó là phải lấy một cục kim cương nha. Ta coi công thức của mana tablet, một cái bảng để có thể chứa được mana và cần phải có living rock. Cần phải có 8 cục lên đây. Và quăng vô trong này, chuyển đổi một cái mana diamond, bấm pen lấy xuống. Giờ bỏ vô đây, quăng vô trống và chỉnh lại cho nó chạy ngược vô bấm ship phải chuột vô trống để mana chạy vô cái tablet là mình có thể sách đi được và mình sẽ coi công thức của mana splitter luôn mana splitter đâu công thức đây sẽ cần phải có mana steel terra steel là hơi quá rồi vậy là cần phải chế tạo thêm những cái mana pool để có thêm chỗ chứa ít nhất phải bốn cái rồi đem nguyên khu vực này đi luôn đập ra và cần phải có chỗ để lấy nước đập này ra đập mấy cái bông này ra luôn tất cả những chỗ này dọn đi hết không để ở đây nữa rồi cần làm thêm một cây rìu bằng đá đi giờ vẫn còn là thời kỳ đồ đá nha chưa lên được thời kỳ tiếp tiếp đang chờ các bé ông đó và các bé ông sắt thì mình đang có ba bé đang để ba khối sắt ở trong và cũng đã sản xuất được sắt rồi ta có ở đây là 35 cái tại vì xài cái nhà nuôi ông cấp độ cao quá cho nên nhiều khi mấy bé này làm hơi lâu Mấy bé còn muốn đi chơi nữa Thì mình sẽ phải cố gắng hết sức Để lên cái cấp độ FPR -E á Nó sẽ tốt nhất luôn FPR -E vừa nhanh vừa đã Giờ ở đây có được 35 cái nè Lấy xuống Đây là Iron Honeycomb Ở trong này sẽ có một cái Thông báo là đã hoàn thành Và lấy hết tất cả các loại tổ ong Thì nó không có phần thưởng gì đâu Lấy giống như là đây là một cái chỗ để biết được là chúng ta đã đạt được một cái điều gì đó thôi Và bỏ vô trong đây Bắt đầu chạy xuống Thì tỷ lệ là sao Tỷ lệ 50% là sẽ được một cục bi wax Nghe giật mình chưa Chắc chắn trăm phần trăm là sẽ được sắt nha Còn sáp ong là 50% Và ta có mật ong là 25% Rồi xử lý Để chạy xuống thôi Và có thêm sắt Vậy là 35 cục sắt á Giờ chỗ này sẽ cần phải đập ra luôn nè Quyên một chỗ Đi hết luôn Đập ra Đập ra cái thế nó gọn gàng sạch sẽ liền thấy không Rồi kiếm một cái góc nào đó Để luôn Thì để góc bên đây Chỗ này Mình sẽ cần phải để xuống đây Rồi để đây Chỗ này cũng gần quá ha Giờ ở đây thì Để đây luôn đi Để đây trước Giờ cần phải có mana trước Giờ ta sẽ chọn cái hướng Nhìn vô sau sao đây Cho nó nhìn về phía trung tâm á Giờ để mấy cái bông Bông này ở đây rồi đúng không Ta phải chia ra nè Chia ra Rồi để 1, 2, 3, 4 xuống Để bốn cái Đập này ra Và để qua đây Còn cái mana splitter ngay đó nữa Thì mình sẽ bỏ Vô trong đây trước mana nó sẽ chạy vô trọng đi lấy sắt sắt bên đây còn không còn hai cục ghê thiệt đúng hai cục luôn và, ấy chưa gì lụm lại rồi để quăng cái mana tháp lịch ra một cái và nó sẽ chạy vô trong đó để mình có thêm mana bây giờ là mana splitter đây là món vô cùng quen thuộc ha để mình chia cái phần mana ra á có được mana splitter rồi giờ đây là nâng cấp thì cũng chưa cần thiết lắm mình sẽ cần phải có thêm những cái bông của Botania. ờ, ta đập cái Apothecary ra rồi. Thì đập cái này ra luôn đi. Món này cũng không có cần nữa. Cái này chạy bằng tay. Manual. Giờ có máy rồi. Chạy bằng máy luôn. Giờ trong đó sao rồi? Ổn chưa? Ổn rồi đó. Hết mana trong cái tháp lịch rồi đó. Không còn nữa. Giờ đem cái tháp lịch cất lên. Và để cái này xuống. Sẽ có mana ở đây. Và cần phải có một cái này ở phía trên mình gắn lên cái hitbox á bấm xí phải chuột vô đây rồi xí phải chuột lên gắn lên còn nếu không đập ra đi đập ra gắn xuống lại là tự động nó sẽ hiểu coi liền đó còn nếu không đập ra là phải tự bấm lên và nó sẽ bắn vô trong đây chuyển mana vô trọng ok giờ mình sẽ coi công thức của cái sync cái sync đây công thức này sẽ cần phải có cái xô nhưng mà có mất cái xô hay không đó là một trong những điều mình cũng rất là quan tâm luôn á cứ chế tạo mà mất cái xô hoài là đau lòng lắm luôn á giờ cần phải có thêm terra nữa terra coi thử coi còn sót lại chỗ nào không không có không có terra như vậy phải lấy dust rồi dust hả dust bên kia có dust hay không chạy qua bển phải xử lý thêm bên đây nữa Ba mấy cái Để lấy dust Làm clay á Thì mới nấu lên được Trong đây đang chạy Thì tốc độ nó chạy cũng Vừa vừa thôi à Không có nhanh lắm đâu Giống lẽ mình tự làm bằng tay ta Tự làm bằng tay Chắc phải vậy quá Nghi quá à. Giờ nếu mà làm bằng tay Thì cần phải có thêm mấy cái bình Chúng Ta lấy phần nửa này ra đi Bỏ bình vô Kiểm tra coi còn bình không trên đây Còn kiến thôi à Không có còn bình Giờ hãy chạy cho tôi đi à, Để đem uh, cái apothecary qua bển luôn chứ Đây nè Cái này để bên đây luôn Giờ tạm thời mình để ở đây và mình sẽ cần phải có chỗ chứa nước đổ chổng nữa Múc đổ vô Mình phải làm thêm mấy cái bông uh, endoflam á Rồi để chỗ này mình xử một cái Cho ta có một mớ clay ít ít cũng được không sao mình đã có 8 cục đất rồi đó Đem ra đây Bỏ vô bỏ vô Rồi lấy ra Còn bên đây nữa Múc đổ vô hai cái Lấy luôn Rồi đem nấu 8 cục này lên Ở đây 16 Cho nấu ở trên đi Múc lại sâu nước rồi Giờ cần phải có sắt Có luôn Giờ bên đây Được thêm mấy cái nữa nè Thì giờ chờ bên đây xíu và trong này thì lát nữa mình sẽ chuyển qua bên kia. Ở đây là mình xài tạm thôi nha. Nó sắp xong rồi đó. Xong nữa mình chuyển qua trống cho chạy tiếp. Rồi giờ bấm cái sinh coi. xin là cái bồn nước và trả lại cho mình cái xô. Mình thích mấy công thức mà xài cái xô xong trả lại lắm nha. Đừng có kêu mình đưa luôn cái xô mệt lắm. Rồi, ta cần phải lấy thêm fluid cable. Giờ ta coi có thể chuyển được nước vô trong cái phần Uh, Petal apothecary hay không Bằng uh, một cái sink Thì thường cái chỗ này là Khó chuyển nước vô lắm Gắn lên Giờ phải gắn lên trên đây nè Đứng lên đây một cái Gắn lên Đâu kết nối rồi thấy không Đâu kết nối thì làm sao chuyển được Rồi bấm vô đầu này coi Bấm vô đầu này cũng được Bấm vô đầu dưới Bấm vô đầu dưới là đi ra Chứ nó đâu đi vô đâu Bấm được dưới chân đó, đó Còn muốn chuyển nước ra Bấm vô đầu này trong đây có nước nha Nước ở đó là lấy thoải mái luôn á Giờ mình sẽ thử đổi lên trên Chúng ta đem cái Petal Apothecary gắn lên trên Mà mình nghĩ là không có được đâu Không được Thấy khó xử ghê chưa Thì chỗ này mình đã có cách Để có thể tự động hóa rồi Trong phần chơi Minecraft on the mod 6 Mình có thực hiện một lần Ta sẽ cần phải có cái uh, Modular Machine á ta coi Modular rồi moduler, nó kêu là modular router chứ quên. Cần phải có item router và cần phải có những công thức này đây. Làm công thức này luôn, đi qua đây. Đang có sắt cũng nhiều, có thêm mấy cái sông sắt luôn. Thoải mái. Giờ làm liền item router món đầu tiên sẽ cần cấp lăng module. Cần phải có vàng. Vàng có luôn. Rồi lấy thêm giấy. Giấy đây. Bỏ này vô một cái cho nó lên được những cái tờ giấy và bấm công thức Ủa thiếu redstone redstone còn 12 cục bên đây nữa nè sao thiếu được lấy và bấm item router một công thức này chế tạo được tới 4 lần rồi ta sẽ cần phải có công thức activator activator nhìn vô coi activator đâu đầu tiên luôn nè activator cũng không khó lắm ha à ha à ha thấy sáng sủa con đường để có thể tự động được cái phần nước đó rồi đó rồi mình đi kiếm nether cord Với lại ở đây còn redstone chúng ta sẽ cần phải làm cái dispenser dispenser chắc để công thức luôn đi bấm công thức vô rồi làm rubber trước rubber hai cái bấm xuống dispenser pen hai cái và thiếu gì nữa không còn thiếu một cái cầu dao cầu dao có một cái và bấm thôi. Đó. Bắt đầu sung sướng. Activator module. <laughs> Nhưng mà làm sao uh, chuyển nước vô ta? À hả? Phải có cái gì đó. Múc xô chứ. Múc xô. Rồi. Múc xô từ bên phải. <laughs> Giờ để xuống trước đi. Bắt đầu uh, hát não. Giờ phải vận dụng trí ốc. vận dụng trí ốc nha. Giờ bên đây. Bên đây sẽ là cái sô nước Chúng ta phải yêu cầu là cái xô nước Xài qua bên trái Activate block Ok Rồi blacklist Wireless Chỉ cho phép Giờ bỏ vô coi chạy chưa Bỏ vô buffer là đúng rồi nè Bỏ vô Chạy 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 ơi chạy ơi Chạy rồi đó Nhưng mà Sao Chạy giật giật nè, thấy không? Chạy liên tục luôn, vậy không được Ở đây thì mình có thể bấm chữ cờ đó, Để mình chỉnh tiếp Mình đã chỉnh lại xong Bây giờ ở trong cái xô này có nước Thì ta múc nước lại nha Ở trong cái Petal Apothecary không có nước Giờ mình sẽ bỏ vô đây Và ngay lập tức Nó sẽ đổ nước vô phía bên trái Là vô cái Petal Apothecary Tốt Giờ chỗ này sẽ cần phải được đưa đi nơi khác Không nên để ở đây Giờ để mình lấy nước lại một cái. Bé gà là chả làm gì vậy cưng. Ra chỗ khác đi con. Ở đây là lát nữa biến mất con gà luôn á. Rồi để mình đi ra ngoài xa xa đi. Người ta ra đây. Ra đây cho nó thoải mái. Rồi cứ để xuống. Và ta sẽ gắn vô. Một cái petho apothecary nè. Thì mình đập ra nó không có rớt cái module ra nha. Và để bên đây là cái sink. Cái sink này là có thể múc nước được chỉ cần bấm phải chuột là múc nước thôi. Đây, bấm phải chuột vô là có nước. Và mình có thể bỏ ở trong đây. Ở bên cái Petal Apothecary đang có nước thì bên đây nó sẽ không có đổ vô. Giờ mình sẽ cần phải có thêm một cái activator nữa. Một cái nữa. Chúng ta coi lại. Vậy là cần phải có thêm dispenser lần nữa. Dispenser nữa đây, hai cái. Và bấm lại công thức. Còn thiếu mấy cây que hả? gì đó thì cái này nhiều lắm sao thiếu được bấm pen hai cái và bấm lại công thức này đây giờ thêm một cái cầu dao cầu dao đây có luôn và lên đây luôn để cất cái này vô luôn không có xài nữa rồi cho nên cất vô và sao nó dẫn này lên đây rồi này phải đưa về đây cho tôi chứ dẫn lên chỉnh là không được cái này nọ cất vô luôn thì trong này chúng ta mở lên và chỉnh một cái vô cùng đơn giản là ở đây đổ nước vô rồi đúng không mình sẽ cần phải lấy lại một cái xô không mình chỉnh cho nó chính xác giờ mình sẽ tắt hết wireless nhưng mà chỉ cho phép vậy thôi đây là cái xô không có nước và chỉnh về phía bên phải cũng là activate block luôn rồi nó dính vô giày là any cái gì cũng được hết và wireless là chỉ cho phép món này thôi nha chúng ta bỏ vô bỏ vô và để vô mút nước quá dữ mút nước rồi đó đổ nước vô một cái mút này ra bỏ vô bây giờ ví dụ như là mình xài xong nó không có nước thì mình sẽ cần phải mút nước từ đây đổ ở đây đúng không chúng ta sẽ bỏ cái xô vô trống và nó sẽ tự động mút nước từ bên phải chuyển qua bên trái đó có nước rồi và xô này lúc nào cũng đầy nước lúc nào cũng như vậy hết chắc chắn trăm phần trăm luôn để khi mà mình cần nước một cái là ngay lập tức đều có Ta có thể lấy những cái bông. Giờ mình sẽ cần phải có bông để làm Endoflam nè. Ta coi endoflame cái này bắt buộc bỏ tay rồi. Giờ phải có màu xám lợt, màu đỏ và hai màu nâu. Xám lợt đỏ với hai màu nâu để kiểm tra coi. Hình như là màu nâu còn á. Màu nâu còn rất là nhiều nè. Rồi hộp giống thì bao lá xài thoải mái. Rồi màu đỏ với màu xám lợt thì sao? hình như còn một cái lá màu cam đây là màu trắng mình nhớ còn một cái lá màu cam nữa chính xác ngay đây luôn bột xương thì đây có bột xương trên này nữa lấy xuống luôn chạy qua bên đây bé cụ muốn gì đây à, thấy đồ mới cái chui vô liền à thấy không đúng là bé cụ giờ thêm cái này vô trồng ủa à lắc lên luôn được hả giờ mới phát hiện nha không chơi bột xương nữa rồi trồng xuống Bạc bạc Làm gì nữa Lắc đi Lắc lên luôn Lên nè Ngon lành Rồi Đã đã Hồi trước cái chuyện mà lắc lắc giống vậy nè Là không có xài được cho những phần cỏ hay là cây bông đâu nha Chỉ xài được cho những cây lấy gỗ thôi Cây trồng cũng không xài được nữa Bây giờ đã chơi được luôn rồi Đúng là thú vị nha Để lát nữa mình thử với mấy cây trồng coi làm sao rồi giờ mình sẽ cần phải có cái bông màu đỏ ta không cần tốn bột xương nữa rồi giờ bông màu đỏ đúng rồi giờ chuyển thành lá lá và bỏ xuống lắc lắc lên sướng thấy sướng gì đâu chưa để vô giờ chỉ cần kiếm đủ màu thôi và để đầy ở đây luôn lắc một hồi là có cả giường bông luôn nè nguyên một giường bông luôn đã quá không hề tốn bột xương luôn bột xương là gì không cần quan tâm nữa quá sung sướng nhưng mà nhớ giữ lại một vài cái bông ít nhất là cũng phải có một cây để sau này có cần xài gì thì xài à, còn clay ray nữa đúng không mình chuyển cái này luôn đi clay ray đâu clay ray đây và mình có đầy đủ hết tất cả các màu luôn rồi sung sướng rồi vô lắc cái coi đã chưa đúng là đã thiệt rồi để mình lấy cái này bỏ lại một cái nha lúc nào cũng nên bỏ lại một cái và vô đây Giờ ta coi này nha Mình sẽ chế tạo một cái bông Endoflam Là một xám lợt, một đỏ, hai nâu Và một hộp giống bang, Và có nước trở lại Ghê không, ghê không ở Đây là khu vực Botania là ma thuật về cây cối mà Thì phải có cái gì đó nó cũng ma thuật Vậy đó, nó mới hay được Có luôn rồi, ngon lành Ở đây chắc làm thêm một cái thùng đi Đang để đồ luôn Chứ đồ ở bên đây Thấy nó hơi tùm lum rồi đó chúng ta cắm cái bông endo flame xuống endo flame nè cắm xuống đây là được 5 bông cắm đây 5 bông nó sẽ kết nối lên trên đó và kiểm tra liền chính xác rồi chỗ này chỗ này thì mình chỉ cần gắn một cái repeater đi ra một vòng là ta có thể làm được hệ thống tự động quá luôn á nhưng mà để mình chế tạo trước cái phần thùng thiết này nọ đâu rồi thùng để coi cái này cất vô đâu không có miếng gỗ nữa trơn người ta qua đây lấy gỗ coi trồng cây lấy gỗ là chỉ chờ có những cái thời điểm này thôi và chuyển đổi coi để lên và là một cái thùng đây là cái thùng để mình bỏ những cái đồ liên quan đến bộ qua bển rồi để mình kiểm tra luôn coi reston còn nhiêu 37 hả 37 chắc làm được luôn á giờ để chạy qua đây trước từ từ bình tĩnh chạy qua đây để cái thùng đồ này cất vô cất vô bông này nọ đó cất vô lát nữa mình sẽ chuyển living wood qua đây luôn và hai cái bông uh, Pewdaisy cũng cho qua bên này luôn và ăn cái nonney rồi ta sẽ cần phải lấy một cái redstone comparator lấy xuống và lấy công thức rồi những cục đá nhẫn của tôi đâu bấm comparator comparator không có công thức bấm nhanh hả À, nó không có công thức bấm nhanh rồi Vậy là phải làm công thức như vậy Để lên đây Ủa, sao nó lại lấy mất Nó phải để lên vậy chứ Lấy xuống và comparator bang Có luôn Giờ trong đây có rep không Có Có rep Là mình sẽ có thể làm được uh, Wireless red tone transmitter và red receiver Enderpool <laughs> Nhìn thấy đau lòng quá enderpear rồi và chuyển từ gas tee giọt nước mắt <laughs> giọt nước mắt này cũng hơi bị căng à tỷ lệ thấp lắm cần phải có cát linh hồn sâu sen à, cần phải có cát nữa nhưng mà khoan khoan mình đâu có cần phải đưa lên trên đâu đúng không mình để bên hông cũng được mà đúng rồi mình để bên hông cũng được giờ à, mình sẽ cần phải có một cái thùng nữa chúng ta coi làm công thức của cái thùng làm cái thùng rồi lấy uh, living wood chúng ta phải linh động hơn ha không phải lúc nào cũng có đủ đồ để có thể làm được theo ý muốn thì phải linh động hơn trong công việc quay ngược lại bên đây giờ cần phải có một cái hopper hopper nên để công thức bên kia luôn đi bấm pan có đây rồi lấy xuống một cái hopper hopper nó sẽ chạy vô trong cái open crate rồi đi ra ngoài coi coi liền Giờ mình sẽ chọn cái nào cũng được hết, cái này cũng được nè. Ta sẽ đi ra 15 ô. 1 2 3 4 5. Và nó sẽ ra tới đây. 15 ô á. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tới đây. 15 ô và phải thắp sáng lên nha. Kiểm tra thắp sáng có chỗ nào tối không? Có chỗ nào tối là không ổn á. Và gắn vô Open Crate. À, 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 không, 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 không phải. À, gắn vô cái Upper, đúng không? Upper là Upside Down Hopper. <laughs> là nó sẽ chạy từ dưới lên. <laughs> nó sẽ khóa cái Hopper này lại. Open Crate để như vậy thì sao ha? Để coi thử nha. Không chạy. <laughs> không được rồi không được rồi đập ra cái upper đâu upper có chuyển ngược lại được không được luôn ủa mà đâu có cần gì đúng không à giờ giờ đâu có cần như vậy từ từ bình tĩnh rồi để cái open gray á tại vì mình nghĩ cái open gray phải đưa lên nữa giờ ví dụ như mình để ở đây là cái hopper á đây mình ví dụ một cái nha đây là cái hopper thì cái open crate nó không có rớt đồ ra được tại vì nó không có đủ chỗ chúng ta mở lên coi này nha nó không có đủ chỗ bỏ vô rớt không rớt rớt đi đâu quan trọng là rớt đi đâu rớt được không và lụm lại coi thôi cái này khó kiểm soát lắm tốt nhất là mình nên thấy có món đồ nào đó rớt xuống đi rồi đảm bảo hơn giờ living rock đâu living rock đập này ra chúng ta chỉ cần thay đổi một xíu thôi là làm được liền à nó không hề khó nha chúng ta phải uh, linh động thôi để đây cái quan trọng là để ở đây à không ra thêm một để ở đây à, để đây đúng rồi để ở đây nhưng mà ra thêm một ô nữa thấy hơi tùm lum một chút tại vì cần phải chỉnh cho đúng ra à đây giờ đập cái này ra gắn cái open crate. Rồi, ta sẽ cho redstone vô. Thì mình sẽ làm một cái tín hiệu để mình cho vô đây một cái. Thì cái hopper này có chạy hay không? Không chạy, khóa lại rồi. Nó phải lên trên để nó rớt đồ xuống mà đúng không? Cho nên mình làm vậy. Thì cái này mình có thể giảm cái chiều dài lại để mình đưa vô những cái cây của botania được luôn chúng ta sẽ đi qua cỡ 2 ô. 2 ô là tới đây nè. Vậy chỗ này phải lùi về 2 ô. 2 ô là tới đây. Rồi lùi về đi. Để cái tín hiệu nó được đi xa hơn. Đập ra, đập ra. Đó, vừa đập ra cái nó tự động nó rớt xuống hết. Là đồ bên đó sẽ lấy hết. Chính xác, chính xác. Rớt cái bông của tôi rồi. Gắn cái bông xuống coi mình đã chỉnh lại đường điện cũng như là di dời vô bên trong để nó gần những cái bông hơn và từ điểm này nó sẽ là đi một vòng qua đây là 15 ô ở đây thì mình gắn một cái cầu dao để tượng trưng cho cái hồ mana này đầy thì ta sẽ thấy được chỗ này chỉ còn có một thôi chứ không phải là hai hai là cái cục bên dưới ở trên đây là một và nó khóa lại ở đây không chạy nữa nha không chạy nữa rồi ta sẽ cần phải có một cái ở bên dưới này để hứng đồ sau đó nó sẽ đưa ra và khóa bên đây lại luôn thì uh, sẽ cần phải có cái repeater đi vô trọng á cái repeater ở đây qua đây rất đây qua đây thôi vậy đổi cái bông đi chỗ khác đơn giản bông này sẽ phải nằm ở đây thì nó sẽ nằm trong một cái tầm hoạt động nhất định rồi giờ lát nữa mình sẽ làm cái repeater sau comparator thì mình sẽ cần phải gắn vô lại trong đây chắc chắn là nó sẽ chưa có mana gì hết thì nó sẽ cho phép chỗ này chạy ok à, quay về khỏi quay về ở đây luôn gắn thêm bàn chế tạo repeater làm luôn repeater sẽ cần phải có thêm hai cây này nữa không có miếng gỗ nào để chân vậy đi lấy gỗ coi gỗ đâu gỗ của tôi đâu có mấy cây que quá chừng luôn nè lấy hơi nhiều que rồi đó. Để uh, làm ở đây hai cái thôi. Tại vì redstone đang thiếu thốn nha. Làm vừa đủ và bấm công thức này. Ủa công thức repeater lại có công thức làm nhanh là từ uh, công thức trên nè, công thức trên là của vanilla, công thức dưới là công thức của một cái bản mod nó hỗ trợ thêm. ở bài bản mod khoác á. Giờ mình sẽ làm một cái red supply bằng sắt chơi bằng sắt luôn và ta sẽ gắn cái repeater vô đây rồi thử nghiệm thử nghiệm bỏ xuống khóa nhưng mà nó truyền tín hiệu ngược về truyền tín hiệu ngược về là tín hiệu tín hiệu này không tốt ok tín hiệu này không tốt rồi mình sẽ cần phải có một cái khu vực để đổi tín hiệu lên tín hiệu nó phải đi lên đây lên trên đó lên trên đó khóa lại thì cái này nó hơi đi vòng vòng xíu khóa lại cho tôi ở bên đây người ta đâu có còn lấy nữa đâu tất nhiên là không lấy là phải khóa lại còn lấy thì không sao và nó sẽ có hai chiều nha chiều đầu tiên á là khi mà chỗ này đã đầy mana rồi thì nó sẽ khóa lại bằng cái comparator này và một cái nữa là ở đây có đồ trên cái quay tịch pressure play là nó sẽ không có cho phép hoạt động nữa chúng ta thắp sáng lên cái cắm đuốc dưới đất đi ở chỗ này thì mình để mấy cái cục living rock nhiều quá nhưng mà chúng ta chưa có làm được cái bộ wireless transmitter á cho nên phải thay đổi thôi làm gì cũng được giờ để xuống gỗ thì nó chạy rất là nhanh luôn đó là điều chắc chắn gỗ thì cháy dữ dội quá mà Giờ để coi thử còn than bên đây không Than còn bốn khối kìa Làm thêm mớ nữa Còn có mấy cục à Thì phải kiếm thêm than Giờ mình sẽ làm thêm cho hai cục than nữa Cất xuống Chạy ra đây Và chạy chưa chạy chưa Chạy ổn chưa Giờ bỏ than vô nha Rớt than xuống Là ngay lập tức Có những cái cây bắt đầu lấy những khối than và bắt đầu đốt cháy lên đó vậy là đúng rồi đó đốt cháy lên lấy qua lấy qua đốt cháy cứ lấy qua và đốt cháy thôi rồi sẽ dư ra một cục đó là điều chắc chắn dư ra một cục rồi cái cục này sẽ khóa lại đó cục này sẽ khóa lại nè có đồ trên đây nó sẽ khóa lại nó không cho rớt đồ xuống nữa chứ nếu không á bên đây không khóa mà bên đây nó tiếp tục rớt đồ thì lỗ và cái cục này thì coi như bỏ nếu mà những cái cây này nó đã chạy gì rồi thì coi như bỏ thôi còn bạn muốn mà chính xác trăm phần trăm luôn á thì à, bây giờ vào thời điểm này thì chúng ta chưa có làm được đâu trăm phần trăm luôn cũng là một vấn đề rất là nan giải luôn nha phải suy nghĩ rồi kết hợp nhiều thứ khác nhau thì mới có thể đảm bảo là chính xác trăm phần trăm khi nào bên đây những cái bông này mà có mana thì nó không chạy Rồi à, để mình thử một thứ chúng ta còn cái comparator nào không giờ để mượn cái comparator cái coi ví dụ như cái bông này có mana nó có phát tín hiệu rất to không để vô coi biết liền à để vô không thấy nếu mà nó có phát tín hiệu á thì chỗ này nó sẽ sáng nè chúng ta coi mấy cái hồ mana đó nó sẽ sáng còn đằng đó thì nó không sáng nó không có phát tín hiệu nghĩa là cái cây nó không có hiểu là trong cái cây này có mana hay không cho nên nó sẽ không có phát tín hiệu như vậy đâu Vậy coi như khói thang đó là bỏ luôn á giờ mình lụm lại cho nó đỡ phí Thì trong đó thì mình sẽ cần phải chuyển thêm chất đốt Thì ta sẽ cần phải làm thêm một mớ thang Rồi chặt khâu có làm nguyên khối được không đây Chặt khâu của mod sẽ có nha Vanilla thì có thể không có Nhưng chơi mod sẽ có những cái khói mà than củi Có thể chuyển thành một khói được Vanilla không có Vanilla chỉ có than đá chuyển thành một khối thôi Còn than củi là không có chuyện chuyển thành một khối đâu Thì than củi chuyển được nè Thì mình sẽ phải chịu khó nấu than củi lên Rồi mình bỏ qua đây Là lúc đó mình sẽ có chỗ để sản xuất mana thôi Và những cái bông cũng đã được xử lý xong luôn rồi Bên đây muốn làm gì là có nước tự động luôn Tại vì quá trình múc nước nó quá mất công Cho nên, nên tự động luôn Tự động được cái gì hay cái đó trước đã Và mana sao rồi Ít thôi chưa có nhiều đâu Tại đây mới có 5 bông endoflame thôi à Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có chỗ để tự động sản xuất mana tắt mở theo đúng ý mình Cũng như là một chỗ để tự động đổ nước vào đây Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập kế tiếp Bye bye